Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã nhảy vọt qua ngưỡng chủ chốt 1.800 đô la Mỹ một ao do đồng đô la Mỹ trượt giá Đáng chú ý, đồng bạc xanh mất giá ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép ngày 15 tháng 12 tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình thu mua tài sản và dự kiến sẽ nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022 để chống lại lạm phát. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng đồng loạt nối tiếp đà tăng theo diễn biến của giá vàng thế giới. Ở phiên cuối tuần, giá vàng miếng SJC tăng khá khiêm tốn so với vàng thế giới. Do đó, chênh lệch giữa hai thị trường hiện đã thu về mức 11 triệu 700 000 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC Niêm yết chiều mua vào ở mức 61.050.000 đồng/lượng và chiều bán 61.750.000 đồng/lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng/lượng. Bên cạnh đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 60.850.000 đồng/lượng và 61.550.000 đồng/lượng. Còn tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji niêm yết tại mức 60 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 61 triệu 590 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại từ 700 cho đến 800 nghìn đồng một lượng. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã chốt phiên toàn vào dạng sáng nay ở mức 1797,69 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm 1,22 đô la với tỷ lệ 0,07%. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 45.800 đô la Mỹ, trong phiên cũng đã giảm 3,67%. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh trong phiên cuối tuần, hiện đang ở mức 96,672 điểm. Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu của Mỹ lùi về mức 1,405% một năm. Giá dầu thô thế giới cũng suy yếu về ngưỡng 70,345 đô la Mỹ một thùng. Bên cạnh việc mức giá tăng của thương hiệu vàng SJC tại hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá vàng tại các tổ chức lớn và một số ngân hàng cũng niêm yết với mức tăng tương tự. Còn giá vàng nhẫn bố số 9 đã có phiên tăng ấn tượng và hiện đang hướng đến mốc 53 triệu đồng một lượng. tại Phú Quý SJC có mức giá ở chiều mua 61 triệu 150 000 đồng một lượng ở chiều bán 61 triệu 700 000 đồng một lượng tại Bảo Tín Minh Châu ở chiều mua đứng tại mức 61 triệu 150 000 đồng một lượng chiều bán 61 triệu 650 000 đồng một lượng tại Mỹ Hồng SJC có mức giá ở chiều mua 61 triệu 150 000 đồng một lượng chiều bán 61 triệu 500 000 đồng một lượng Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng S.C.Bank có mức giá ở chiều mua 60.950.000 đồng một lượng, chiều bán 61.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào tại mức 61 triệu đồng một lượng, chiều bán 61.600.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB có mức giá ở chiều mua 61.150.000 đồng một lượng, chiều bán 61.650.000 đồng một lượng tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào tại mức 60 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chính nhánh các tỉnh thành ở trường mua hiện đang có mức giá 61 triệu 020 nghìn đồng một lượng đến 61 triệu 070 nghìn đồng một lượng. Ở chiều bán có mức giá từ 61 triệu 750 nghìn đồng lượng đến 61 triệu 800 nghìn đồng lượng. Giá vàng bố số 9, vàng nữ trang STC. Nhẫn bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, có mức giá ở chiều mua 52 triệu 150 nghìn đồng lượng à, chiều bán 52 triệu 850 000 đồng một lượng và nít trang một số 9 chiều mua đứng tại mức 51 triệu 850 000 đồng một lượng chiều bán 52 triệu 550 000 đồng một lượng và nít trang 24k mua vào tại mức 50 triệu 930 000 đồng một lượng chiều bán 52 triệu 030 000 đồng một lượng và nít trang 18k có mức giá ở chiều mua 37 triệu 566 000 đồng một lượng chiều bán

Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi săn bằng các khoản lỗ sau thông báo rõ ràng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Đúng như dự báo của giới chuyên gia và các nhà đầu tư trước đó, Fed đã quyết định đẩy nhanh việc giảm chương trình thu mua tài sản và công bố lộ trình tăng lãi suất cơ bản đồng đô la trong năm 2022. Fed cho rằng lạm phát năm tới vào khoảng 2,6%, cao hơn mức 2,2% dự báo hồi tháng 9. Lạm phát cao sẽ giúp giá vàng hấp dẫn hơn. Đồng đô la Mỹ cũng mất giá mạnh bởi áp lực lạm phát. Và chủ tịch Fed ông Powell lưu ý, việc tăng lãi suất sẽ chỉ thực hiện khi hoàn thành quá trình giảm mua tài sản đồng đô la giảm từ đỉnh 3 tuần, xác lập trong phiên ngày hôm trước đã giúp giá vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Giá vàng bật tăng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi sau quyết định tăng tốc rút kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Các nhà phân tích cho biết vàng tăng giá bất chấp khả năng lãi suất của Mỹ cao hơn vì triển vọng nâng lãi suất đã được tính vào giá trước khi phép công bố kết quả cuộc họp. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như là vàng. Thị trường vàng cũng đã ghi nhận một số động lực mua vào vì dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục gây thất vọng. Khi ước tính sơ bộ cho thấy hoạt động chậm lại trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên các lãi suất chủ chốt đồng euro trong bối cảnh biến thể mới Omicron đang lây lan nhanh, khiến số ca mắc mới tại châu Âu tăng mạnh. Theo đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định duy trì lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay ở mức 0,25% và lãi suất tiền gửi là âm 0,5%. Các mức lãi suất chủ chốt này sẽ được duy trì cho tới khi đạt được mục tiêu lạm phát là 2%. Nhận định về giá kim loại quý trong thời gian tới, bà Suki Cooper, nhà phân tích tại Ngân hàng Standard cho rằng thị trường vàng đang đánh giá ảnh hưởng của việc phép tăng tốc rút kích thích. Thị trường đang tập trung vào rủi ro này và số liệu lạm phát. Tuy nhiên, lo ngại quanh biến chủng Omicron và khả năng ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển toàn cầu có thể sớm trở thành chủ đề chính. Trong khi đó, bà Jonan O'Connell, nhà phân tích tại công ty tài chính StoneX cho rằng, ngoài đồng đô la yếu, có nhiều yếu tố khác đang hỗ trợ cho giá vàng. Trong đó, có vấn đề về địa chính trị và nhu cầu vàng vật chất. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhớ giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.